Vâng, xin chào các bạn. Mình rất vui được quay lại chủ đề là chăm xe tại nhà hôm nay. Thì hôm nay là ngày 30 Tết, thì sẵn tiện mình sẽ làm clip chia sẻ với các bạn cái cách mà mình sử dụng thấy hiệu quả. Cách mình làm có thể là mình không có chắc chắn là đúng 100%, nhưng mà mình thấy hiệu quả thì mình chia sẻ với các bạn. Đây, sẵn tiện là hôm nay mình sẽ làm về cái chủ đề là vệ sinh sân trong dĩa cho các loại sân trần. À, đặc biệt là đây là xe Honda Winner, hôm nay mình sẽ làm với bộ combo sản phẩm là chai vệ sinh và chai dưỡng bôi trơn của Panasonic IX69 và IX50, và sản phẩm và phụ kiện kèm theo đó là một cái cây cọ rửa sên, một giò nước. Giò nước đây là mình chỉ sử dụng giò nước máy bình thường các bạn, không có giò áp lực cao, cho nên là cái chất lượng thế nào thì cuối chương trình mời các bạn cùng đánh giá với mình. Thì mình sên mình là đang sử dụng sên hãng và cũng được gần 12.000 km. Mình đang cái hiện tại là đang sử dụng đang bôi cái bộ sản phẩm X50 này và chạy cũng gần khoảng 300 cây các bạn. Và bụi hay là dơ gì đó thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn cùng xem đánh giá trước khi và sau khi mình sử dụng cái này một lần nữa. Theo mình là cái hiện tại cái sơn này, cái lần mình bôi trơn IX50 đợt trước đó, là mình có thể sử dụng thêm vài chục hoặc thêm có 100 km nữa vẫn không sao, vẫn còn được. Nhưng mà sẵn tiện tại vì cuối năm mình rửa xe các bạn cho nó êm ái sạch sẽ thì mình sẵn rửa luôn và bôi cái IX50 lần mới. Ở đây cái sên được chăm IX50 và sau khoảng vài trăm km và nó như thế nào. Mình xe mình chưa rửa luôn các bạn. Mình cố ý để giữ nguyên hiện trường như vậy để các bạn xem mình đánh giá. Đây là cái công dụng của X50, thì nó làm dẻo cồng sên mình đi. Nó như gel các bạn, nó sẽ làm dẻo cái sên đi, nó không có bị lỏng quá, cũng không có đặc quá làm sên mình bị bó hoặc là bị lỏng quá nó vũ kêu lụp cụp. Đây các bạn thấy bụi không ạ? Đây. Đó, bụi nó có bám nhưng mà rất ít nha các bạn. Và mâm là hoàn toàn không có các bạn, hoàn toàn là không có bị văng bám IX50 như những sản phẩm khác. Thì mình cũng đã từng sử dụng 2-3 loại sản phẩm xịt sên, như là mình không tiện nói, nhưng mà nói chung là có những sản phẩm khác giá cả có thể là nó thấp hơn, nó rẻ hơn, nhưng mà mình cảm thấy hài lòng với IX50 này. Thì bộ sản phẩm này là mình đặt mua online giá hình như là tầm 400.000. Đó, mình sử dụng cũng lâu rồi, vẫn còn nhiều nữa. Thì mình đi mưa hoặc là cách 2-3 tuần là mình bo một lần. Đó, hôm nay thì tiếp tục mình vệ sinh sân lần nữa, và mình cùng chia sẻ cách sử dụng với các bạn. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái chai IX69 để xịt cho nó vệ sinh cái IX50 cũ đi. Tại vì mình sẵn tiện mình nói luôn cái công dụng ưu nhược điểm của này. Thì ưu nhược điểm đó thì các bạn cũng có nhiều shop đánh giá rồi, nhưng mình cảm thấy mình đưa ra khuyết điểm nhất trước đi. Đó là đầu tiên là giá thành nó hơi cao, tầm 250.000 một chai.
tiên cái khuyết điểm của nó là giá thành cao. Cái khuyết điểm thứ hai đó là nó không có văn, nhưng mà mình khi mình vệ sinh đó các bạn là mình phải cần sử dụng dầu hỏa hoặc là diesel, hoặc là tốt nhất nữa là sử dụng cái chai vệ sinh chuyên dụng cho nó. Tại vì mình nếu mà sử dụng xà bông hoặc là nước không thì mình không có thể nào mà chùi bỏ cái phần cũ đi được. Đó, nó rất là bám, rất là dính các bạn. Nó như gheo vậy đó. Gít. Đó, thì mình phải sử dụng cái chai này để mình vệ sinh tẩy rửa nó đi. Còn cái chai ưu nhược điểm của cái chai X69 này á thì dung tích nó là 600 ml, nhưng mà giá là khoảng 169 ngàn, thì mình nghĩ nó cũng không quá mắc, cũng vừa phải. Ưu điểm của nó thì vệ sinh mấy cái dơ này là rất là tốt các bạn, để hồi mình sẽ sử dụng rồi mình chia sẻ các bạn thấy. Đó, trước mắt là mình đánh giá hai cái sản phẩm này. Thì tiếp theo là mình xin cách mình sử dụng cái sản phẩm này. Đầu tiên là mình sẽ sử một lớp Y69 lên cọng sên của mình. Các bạn có nghe, đây mình quay thử các bạn nghe tiếng sên thế nào nha. Cái tiếng gào gào là mình nó cọ vô cái cao su gấp các bạn. Nhưng mà cái tiếng sên này vẫn còn rất là im. Này. Mình lắc lên các bạn nếu không nó bị hết ga. Thì mình sẽ xịt lên một lớp. Mình không có dĩa nữa. Mình không có quay bánh nha các bạn. Mặc dù là có nhiều anh chị đã chia sẻ là cái cách mà vừa vệ sinh vừa quay bánh đó, thì nếu mình làm đúng cách thì nó vẫn an toàn. Nhưng mà mình thấy đã, nếu mà mình tự tay chăm sóc xe rồi á thì không có gì phải gấp mà phải quay bánh cho máy nổ hoặc chẳng hạn. Đây, một dòng bánh xe nó cũng không có bao lâu đâu bạn. Mình quay vừa xịt nó cũng vừa phải, nó bám đều hơn là quay cái máy nổ nó hoạt động nhanh quá. Thì mình sẽ canh khoảng từ 4 đến 5 phút để cái này nó ngấm vào. Các bạn thấy nó bụi nó đã chảy xuống. Sẵn trong thời gian chờ đợi thì mình nói luôn, chia sẻ, mình kể các bạn nghe luôn là lần đầu mình làm cái video về chủ đề này thì do mình không biết cách, không biết là cái dung lượng video 4K nó nặng thế nào. Mình sử dụng điện thoại 6S các bạn. Mình chọn chế độ HD là 4K luôn. Khi quay xong cái clip này thì dung lượng nó lên cao quá. 8-9GB gì đó. Thì mình không có chép đi đâu được hết trơn á. Cho nên với lại cái clip về chủ đề này á, thì mình phải đợi sên nó dơ chút xíu mình mới làm cho các bạn xem. Thì nó sẽ thấy hiệu quả và chân thực hơn. Mình không phải là nhà, mình không có bán sản phẩm các bạn. Mình chỉ là người yêu xe, yêu khoa học thôi. Thích làm những cái điều có thể làm được tại nhà. Đó. Thì trước mình làm xong bị mất clip không có chia sẻ các bạn được, mình thấy tức lắm. Sản phẩm quay tâm huyết, quay xong điện thoại hết pin luôn mà không sử dụng được. Thì sẵn tiện hôm nay đó thì mình sẽ vệ sinh cả xe luôn. Thì
thì mình sẽ sử dụng cái chai dung dịch vệ sinh của Sonat này, Made in Germany luôn nha các bạn, của Đức luôn các bạn. Thì nếu các bạn mà rửa xe tại nhà thì các bạn có thể là sử dụng như xà bông rửa chén hoặc là các xà bông khác chẳng hạn. Lúc trước thì mình cũng từng là rửa xà bông rửa chén các bạn, như Sunlight, Mỹ Hảo này kia đó, thì cũng mình thấy cũng hiệu quả, cũng ok. Nhưng mà khi mình tìm hiểu á thì mình và cái nghe cái nhà khuyến cáo cái sử dụng sản phẩm á, thì mình sử dụng thử cái dung dịch này, dung dịch chuyên dụng của xe này, thì mình cảm thấy cái dàn áo hoặc là nước sơn này kia nó sẽ bóng hơn hẳn cái xà bông cái chén mình dùng. Với lại xà bông cái chén đó là mình theo tìm hiểu là nó sẽ gây bạc màu cái phần nước sơn của mình, không tốt cho xe khi mà sử dụng lâu dài đó. Thì giờ tầm khi mình vệ sinh sơn xong thì mình sẽ rửa toàn bộ thân xe bằng Sonat. Nếu mà có sẵn có cơ hội thì mình sẽ quay lại cái cách mình chăm xe bằng rửa xe bằng xe Sonat luôn cho các bạn cùng xem. Bây giờ là đủ giờ rồi, bây giờ mình sẽ xả cái cọng sên này. Nè các bạn có thấy cái chất dơ nó ra không ạ? Mình vừa đụng nhẹ là nó ra các bạn. Đó. Thì ở đây mình rửa, hôm nay mình rửa thì mình không có sử dụng vỏ áp lực cao mà chỉ vỏ nước bình thường thôi. Cũng hơi yếu các bạn. Nhưng mà mình để thử xem nó sạch hay không. Xong rồi mình sẽ xịt qua một lần nữa để những khi nãy giờ nó bị khô các bạn. Giáp một vòng rồi. Đó. Các bạn thấy cái chất dơ nó nhiễu xuống nền không ạ? Mình sẽ sử dụng cái cây vệ sinh sên này. Lúc mình mua nó người ta tặng kèm theo cây bàn chải này. Mình sẽ chà đủ các mặt của sên. Cái công đoạn này thì các bạn cũng không cần phải nổ máy quay bánh nữa các bạn, tại vì mình làm chậm chậm nhưng mà làm kỹ thì nó vẫn chất lượng hơn là làm vội vã mà nó không có an toàn, tại cũng có nhiều vấn đề. Thì các bạn có nhiều cái đánh giá là cái sên của sên zin của Honda Winner thì nó không có êm ái bằng những loại sên khác, thì mình đồng ý, tại vì sên này là hãng đã giảm chi phí xe rồi, thì họ đã tính là những cái bộ phận này có thể dễ dàng thay thế được bằng những sản phẩm tốt hơn, thì họ bớt giảm chi phí để cho mình mua về mình sử dụng. Rồi mình muốn im hái hơn thì mình có thể lựa chọn và thay thế những cái bộ phận như thế này, thì mình nghĩ chất lượng nó phù hợp với cái giá tiền thôi, mình không có được đòi hỏi là phải quá tốt như là cái sản phẩm khác, ví dụ như là sên DD chính hãng hoặc là những sên mất tiền khác chẳng hạn đó. Thì các bạn chịu khó chỉ cần kỹ lưỡng chăm sóc là cái gì nó cũng im thôi các bạn. Sên hãng này thì mình mua xe này là lúc mình mua được 6.000 cây, thì về tay mình là nó cũng hơi dơ các bạn, nó đóng chắc là chủ trước họ xài nhớ cũ hay sao đó, cho nên rất là dơ. Thì về tay mình là mình vệ sinh sạch sẽ
không còn cái vụ mà xài nhất nhất xài nhất cũ hoặc là nhất nhất mới chẳng hạn. Sản phẩm xài nhất thì mình cũng từng xài rồi trên chiếc xe quay của mình, thì cũng xài sên trần, mình không có xài hộp sên. Thì nhớ cũ vẫn cũng là hiệu quả nhưng mà nó văng lên mâm dữ dội luôn các bạn, nó văng mình phải vệ sinh thường xuyên. Đó. Mình sẽ cọ luôn cái phần dĩa. Có nhiều mình xem á, thì có nhiều bạn nói là xài cái sản phẩm này chi, nó giá nó còn mắc hơn bộ sên trong dĩa nữa, chạy khi nào hư mòn thì mình thay thôi, có đâu cần phải chăm sóc sên kỹ như vậy. Thì nếu bạn là người yêu, mình không có phê bình phê phán ai, mình chỉ nói cái nhận xét của mình thôi. Nếu bạn là người mê xe, chăm yêu quý xe của mình, phương tiện của mình, thì đụng xe, đụng khi mà sử dụng nó êm ái, nó chất lượng, nó êm ái, nó hoạt động tốt á, thì mình cảm thấy nó vui hơn là xài mà nó kêu lọc sọc hoặc là nó bị trục chặt này kia. Thì ý mình là như vậy. Cho dù bạn chạy xe, chiếc mỗi chiếc xe mất tiền cái nào mà nó bị dơ, nó bị phát ra tiếng kêu này kia, thì cảm thấy mọi người sử dụng hoặc là người đánh giá thôi, họ nhìn vào họ cũng nghĩ là cái người sử dụng nó là thế nào, nó không có tốt lắm. Đó là ý kiến riêng của mình. Thì mình chạy xe gì cũng vậy, dù xe thường hay là xe mất tiền xíu cũng vậy, thì mình vẫn chăm sóc kỹ lưỡng đàng hoàng. Tiếp theo là mình xin xịt nước để xả bỏ cái phần dơ. Thì cái chai X69 này là như nó là gốc nước các bạn, thì mình sử dụng nước sạch, mình xịt rồi nó sẽ hết. Đây mình xin dời điện thoại nó xa ra xíu. Cái công đoạn này thì mình cũng không có quay bánh nha các bạn, cũng không có nổ máy các bạn, mình quay bánh bằng tay bình thường thôi, làm chậm chậm mà chắc không có gì phải vội gấp các bạn à. Chăm xe là phải từ từ thôi. Không có, mình không có dò áp lực cao nên mình sẽ xịt hơi chậm một xíu cho những phần dơ nó được ra ngoài. Xong mình đã vệ sinh xong cái phần sên của mình, thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem cái sản phẩm X69 sau khi sử dụng trước. Bạn thấy rõ không ạ? Sạch sẽ các bạn.
không có dơ gì bám trên tay mình hết. Khi mà rửa xong thì nó lọc cọc nó rất nhiều. Đó các bạn. Thì tiếp theo mình sẽ vệ sinh khô cái sợi sên này. Và mình sử dụng cái chai X50 để mình bôi trơn, chăm sóc chăm cái lớp bảo vệ nó. Thì clip này cũng hơi dài các bạn, nên mình sẽ làm một cái clip mà sử dụng cái chai X50 ở cái video tiếp theo. Các bạn có thấy nếu mà quan tâm thì các bạn có thể đón theo dõi xem và cho mình cái đánh giá và cái cách làm của mình có đúng hợp lý hay không. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip này và hẹn các bạn ở cái clip đánh giá tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.